Chào các em khối 11. Thì trong video này chúng ta sẽ đi ôn tập về tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số thì cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng AB và có đạo hàm là x0 thuộc khoảng AB có đồ thị C. Thì định lý thứ nhất nói về đạo hàm của hàm số y bằng fx tại điểm x0 được gọi là hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số C tại điểm M0 có tọa độ là x0, fx0 và ký hiệu là k bằng f phẩy tại x0. Định lý thứ hai là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số C y bằng fx tại điểm M0 có tọa độ x0, fx0 là y trừ y0 bằng f phẩy tại x0 nhân với x trừ x0, trong đó y0 bằng fx0. Ta sẽ qua về cái phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C có phương trình là y bằng fx tại điểm M0 có tọa độ x0, fx0. Bước 1, ta đi tính f phẩy tại x0. Bước 2, ta suy ra hệ số góc k bằng f phẩy tại x0. Bước 3 là ta thay vào cái công thức là y bằng f phẩy tại x0 nhân với y trừ x0 cộng với y0. Phương trình tiếp tuyến. Loại 1 là phương trình tiếp tuyến của đồ thị C có phương trình là y bằng fx tại điểm M0 có tọa độ x0 y0 thuộc đồ thị C. Có dạng là y bằng f phẩy tại x0 nhân y trừ x0 cộng với y0. Để muốn viết được phương trình tiếp tuyến thì ta cần tính f phẩy tại x0, x0 và y0. Ta qua bài tập số 1. Cho đồ thị C có phương trình là y bằng fx và bằng x bình trừ 2x trừ 3. Câu 1 là viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M có tọa độ là trừ 1, 0. Và câu 2 là viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có tung độ là trừ 4. Thì đầu tiên ta sẽ tính y phẩy. Y phẩy bằng 2x trừ 2. Câu 1 là tại điểm M có tọa độ là trừ 1, 0. Thì ta có được x0 bằng trừ 1, y0 bằng 0. Thì tới đây mình sẽ dễ dàng tìm được f phẩy tại x0 và bằng trừ 4, nên ta thay cái x0 vào f phẩy x. Khi đó ta có phương trình tiếp tuyến là y bằng trừ 4 nhân với x cộng 1 hay là y bằng trừ 4 x trừ 4. Ta tiếp tục qua câu số 2 là viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có tung độ bằng trừ 4. Thì lúc này vấn đề ở đây ta cần tìm là x0 và f phẩy tại x0. Thì với tung độ bằng trừ 4 ta có được là y0 bằng trừ 4. Ta sẽ thay cái y0 bằng trừ 4 vào phương trình đồ thị hàm số ở trên. Thì ta có được là trừ 4 sẽ bằng x0 bình trừ 2x0 trừ 3. Từ đây ta dễ dàng suy ra được là x0 bằng 1. Có x0 bằng 1 ta tìm được f phẩy tại x0, nghĩa là f phẩy tại 1 sẽ bằng 0. Từ đây ta viết được phương trình tiếp tuyến có dạng là y bằng trừ 4. Ta qua loại 2 là viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc k. Đầu tiên là ta giải phương trình f phẩy x bằng k, ta có nghiệm x0. Tiếp theo tính y0 và dùng công thức phương trình tiếp tuyến như loại 1. Ta qua bài tập số 2. Cho đồ thị C có phương trình là y bằng x cộng 3 tất cả chia cho x trừ 1. Yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến biết. Câu 1 là tiếp tuyến có hệ số góc là trừ 4. Câu 2 là vuông góc với đường thẳng y x trừ y cộng 2 bằng 0. Ta đi giải câu 1. Đầu tiên ta tính y phẩy thì bằng trừ 4 chia cho x trừ 1 tất cả bình. Đề bài cho hệ số góc bằng trừ 4 thì từ đó mình suy ra được là y phẩy bằng trừ 4 tương đương là được là trừ 4 chia cho x trừ 1 tất cả bình phương bằng trừ 4. Lúc này ta dễ dàng tìm được x bằng 0 và y bằng 2, tương ứng với x0 bằng 0 và x0 bằng 2. Với x0 bằng 0 thì ta tìm được y0 bằng trừ 3, nên là ta thay vào cái đề bài tìm được y0. Có x0, y0, f phẩy tại x0 ta biết được phương trình tiếp tuyến là y bằng 4, trừ 4 x trừ 3. Với x0 bằng 2, y0 bằng 5 thì khi đó phương trình tiếp tuyến có dạng là y bằng trừ 4 x cộng 13. Ta qua câu số 2. Trên đường thẳng D có phương trình là x trừ y cộng 2 bằng 0 thì biết phương trình tiếp tuyến vuông góc với D. Lúc này D sẽ có hệ số góc là bằng 1. Khi đó phương trình tiếp tuyến vuông góc với D nên có hệ số góc K sẽ thỏa là K nhân với 1
bằng trừ 1, này sẽ tìm được k bằng trừ 1. Y phải bằng trừ 1 mình tương đương được là trừ 4 chia cho x trừ 1, tất cả bình bằng trừ 1. Lúc này dễ dàng tìm được x bằng 3 và x bằng trừ 1, tương ứng với x0 bằng 3 và x0 bằng trừ 1. Ứng với mỗi x0 ta tìm được một y0, và ứng lúc này ta sẽ có hai phương trình tiếp tuyến là y bằng trừ x trừ 6 và y bằng trừ x trừ 2. Thì phần này tụi con tự làm. Ta qua loại 3 là viết phương trình tiếp tuyến đi qua điểm. Đầu tiên gọi M0 có tọa độ là x0, y0 là tiếp điểm. Phương trình tiếp tuyến là y bằng f phải tại x0 nhân x trừ x0 cộng với fx0 với y0 bằng fx0. Đi qua điểm A có tọa độ là xa ia thuộc đường thẳng D, khi và chỉ khi ia sẽ bằng f phải tại x0 nhân xa trừ x0 cộng với fx0. Lúc này ta thay cái tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng D. Giải phương trình này ta sẽ có nghiệp x0, từ đó ta có được phương trình tiếp tuyến. Bài số 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C có phương trình là y bằng fx bằng x bình trừ 2x, viết tiếp tuyến đi qua điểm A có tọa độ là 0 và trừ 4. Đầu tiên ta gọi M0 có tọa độ là x0, y0 là tiếp điểm. Lúc này ta có được y0 sẽ bằng x0 bình trừ 2 lần x0. Ta tính y phẩy bằng 2x trừ 2, lúc này suy ra f phẩy tại x0 sẽ bằng 2x0 trừ 2. Khi đó phương trình tiếp tuyến là y bằng 2 lần x0 trừ 2 tất cả nhân với x trừ x0 cộng với x0 bình trừ với 2x0. Nghĩa là ta thay y0 và f phải x0 vào phương trình tiếp tuyến. A có tọa độ là 0 trừ 4 thuộc đường thẳng D, là thuộc phương trình tiếp tuyến. Lúc này ta sẽ thay tọa độ điểm A vào đường thẳng D. Ta sẽ dễ dàng tìm được x0 bằng 2 và x0 bằng trừ 2. Khi đó, ứng với x0 bằng 2, ta có phương trình tiếp tuyến D là y bằng 2x trừ 4. Ứng với x0 bằng trừ 2, ta có phương trình tiếp tuyến D bằng y bằng trừ 6x trừ 6 trừ 4. Bài học đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe.